Hai chú Hồng Phát. Trời ơi, thôi nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đâu, chiều tan nát trại tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn Tam Diệu, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Tôi bán nước mía rồi đó, 15 năm rồi. Nhưng mà thí dụ á, mình lựa cái gì nó tươi tươi chút xíu, nó ok, cô hiểu không? Anh cái già, không biết rồi hả? Trời ơi, mấy ngày hôm nay nóng quá, chị chịu không nổi luôn á. Dạ chị, nóng dạ, không chị? Ừ. Đây, nhắm mắt lại. Đấy không chị? Cái khoáng gạo này xài tốt, chị thích nè, chị thích, thích, thích. Đây. Trời ơi. Để em quạt cho chị nha. Mày dễ thương quá không hả? Trời ơi, em dễ thương ai dễ thương. Ừ. Chị Vân có biết á, mấy hôm em nằm ngủ á, tự nhiên em suy nghĩ em thấy thương chị ghê luôn á. Thấy yêu chị quá trời. Phải thương chị, phải yêu chị. Chị nói cho em nghe, cái mặt bằng này ngày xưa chị cho thuê từ đây ra đây là 12 triệu. Tự nhiên không biết làm sao mày tới, cái chị có cảm tình. Rồi chị giảm luôn 2 triệu, giờ còn 10 triệu, thấy không? Thấy không? Dạ, đúng rồi, bởi vậy em mới thấy là tình cảm của chị dành cho em. Ừ. Bởi vậy nhiều khi em ngủ đâu được đâu. Em mơ em gặp chị luôn á. Ủa, ngủ mơ gặp chị luôn hả? Ừ. Bữa nào mày ngủ không được, đi qua ngủ chung với chị. Trời ơi, nhà chị rộng lắm. Bữa gì nè, thích thì lên giường ngủ chung với chị luôn. Trời ơi, chị có biết á, là mấy cái bữa mà chị ra đứng ban công lần trước á, chị thấy không? Ờ, chị thấy. Đồ đó. Ừ. Em đứng ra em nhìn lên á, trời ơi, em thấy chị đẹp quá trời luôn. Trời ơi, vậy hả? Một người phụ nữ hoàn hảo. Trời ơi, cảm ơn em nha. Tự nhiên em mê, dễ sợ. Mà nãy chị nói gì? Đi qua ngủ với chị hả? Bữa nào mà ở bên đây nó nóng được chực trội quá bến ngủ. Nóng được thiệt luôn á. Trời. Bữa nào á, chị em mình á, ngủ chung với nhau một bữa đi. Trời. Ừ. Ủa, em đảm bảo với chị luôn á, là chị thích tới sáng luôn, chị ngủ không được với em. Trời, con này vui nha, chị chiều chị thích cái vui vui vậy đó. À. Dạ. Ủa rồi hôm nay em không có buôn bán thì sao ngồi đây tắm hoài vậy? Trời ơi, bữa nay chị qua tiệm em chơi, bây giờ chị uống cái gì không em lấy cho. Ờ, lấy cái gì cho chị mát mát nha. Rồi chút xíu nó có gì mà đi đâu tiệm mua cho chị mấy cái hũ cà phê đậu hũ năng diệt. Trời ơi, em biết chị thích ăn cái đó, cái món đó mà. Hôm nay ta ăn 4 hũ rồi đó mày. Rồi ok, giờ ngồi im đây đi, em vô lấy nước cho. Ừ. Trời ơi. Chị. Hả? Nè, chị uống nước đi. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Cảm ơn em nha. Chờ em xíu. Dù gì nữa. Em nghe chị Bảy. À, rồi, trái nước ngọt phải không? Chờ em xíu nha. Chị Vân, ngồi coi tiệm giùm em xíu, đi giao nước nha. Ừ. Trời ơi, cái mặt cái cưng quá, cái mặt thánh thiện, dễ sợ luôn. Yêu, dễ sợ. Ngồi em đi á, sẵn em vé mua đồ hũ luôn cho. Ừ, cảm ơn em nha. Dạ, để em lấy nước đã. Trời ơi, quá à. Thiệt luôn á. Đúng là đang chết đói cặp chiếu manh. Ừ là. Rồi, chờ em xíu nha. Ừ, chị coi tiệm cho nha. Bà mới nói câu gì á? Chết đói cặp chiếu manh. Câu đó ai nói? Ông bà nói. Ông bà nào? Giống bà xưa. Ông bà xưa nào nói gì? Đúng rồi, có ông bà xưa nào nói như vậy đó, chỉ có bà nói ra như vậy thôi. Ông bà xưa nào là chết đói gặp chiếu manh? Thì chết đói gặp chiếu manh là đang ăn lười chiếu manh hả? Ăn lười chiếu manh là sao cái chết đói gặp chiếu manh? Ờ ha, câu đó nguyên si bản địa là sao ta? Buồn. Buồn gặp chiếu manh hả? Buồn ngủ. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Không phải, buồn ngủ kiếm khách sạn. Cái câu đó là như vậy nha. Ông là ông biến thái. Cần cái gì khách sạn? Kìa nhà tôi ngay kia kìa, bao nhiêu phòng trống. Thích thì đi vô trống thôi, chứ làm gì khách sạn. Thiệt không? Thiệt, phòng trống quá trời kìa. Mà phòng tôi đẹp lồng lẫy. Chuyện tình cảm không giỡn nha. Đâu giỡn đâu, tôi nói thiệt mà. Vậy thôi, tranh thủ đi. Cái gì tranh thủ ba? Ba nói cái gì vậy ba? Xàm xí đu. Ai biết sao bà không nói rõ ràng chi? Tự nhiên tôi tưởng bà rủ tôi vô qua nhà bà. Ông làm như ông đẹp trai lắm vậy đó, thiệt tình á. Ừ thì tôi không đẹp, chắc bà tưởng bà đẹp gái lắm. Trời ơi, trời ơi, bác Phú Thành, tôi không biết chịu chưa. Ờ, tại người ta đâu chịu bà đâu. Ê này, ông vậy? Không nói không ai nói, ông bị câm nha. Bà đừng trả lời tôi cho hờ, tôi không nói. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Không, mà những chuyện này quan trọng, từ nãy lo cãi lộn với bà tôi quên. Chuyện gì? Bà có thấy con bông mình nó lạ không? Nó lạ không? Không, tôi thấy nó bình thường mà. Bình thường. Bà thấy nó lạ hả? Tôi thấy nó ngọt ngào hơn và nó nè, không thể cái hành động là nó nựng bà như nè, bà nhớ. Ờ đúng rồi, nó nựng, nó khen mặt tôi đẹp như thiên thần. Không, nó khen là nó giả tạo chứ không thiên thần được đâu, sao dễ gì thiên thần được. Mặt bà kỳ lắm, cái mặt bà. Mặt tôi cũng thiên thần mà.
Mặt kỳ lắm, thôi đừng để tôi tả nhan sắc của bà, nó kỳ lắm. Nó kỳ dữ luôn á. Mặt ông chắc không kỳ. Mặt tôi đừng quan tâm tôi. Bây giờ ông vô công việc chính được không? Nhưng mà thấy nó lạ không? Cũng lạ lạ. Có đời nào mà phụ nữ mà đi nựng mặt nhau mà nó cưng quá. Có ờ ha. Bà có cảm giác gì không? Nó quan tâm tới bà nhiều hơn. Đúng rồi. Tôi đây cũng nóng nè. Đứng đây nãy giờ nè. Ờ. Nó có quạt cho tôi không? Không. Nó có đói hoài với tôi không? Không. Tôi cũng thích tàu hủ năm gì vậy. Tại sao nó mua cho tôi mà nó mua cho bà? Ờ ha. Bà suy nghĩ đi. Rồi nó còn nói là nó lên nó ngủ tôi cả đêm. Nó thức nguyên đêm. Mà nó không ngủ sao? Nó thức nguyên đêm. Trời. Đêm mà thức làm gì? Hôm nay xỉm xầm. Trời ghê vậy. Phải kiếm một trò để đi chơi vui chứ. Bà thấy ghê không? Sao bà nghe sao? Cái bà thấy nhột nhạt không? Mà sao ông suy nghĩ bậy bạ quá vậy? Tự nhiên cái từ những gì con nhỏ nó nói cái qua cái giọng ông là nghe nó bị bệnh hoạn liền. Bệnh cái gì? Tôi hỏi bà nhà nó tao ngủ nó qua ngủ chung bà làm gì? Ngủ làm gì? Mà không chịu ngủ mà thức khuya, thức làm gì? Thì nhà nó nóng nó không có máy lạnh, nhà tôi có máy lạnh. Ủa bao nhiêu đời ngủ nhà nó không nóng hả? Sao bữa nay từ nay nó nổi hứng rồi qua nhà bà ngủ cho lạnh? Đúng không? Bà nghĩ đi. Nè. Nó đi lấy tàu hủ nam gì cho bà ăn. Sau khi bà ăn xong nó ăn bà luôn. Ôi bậy, không thấy. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nó rất bậy. Tại cái ẩm thực của nó kỳ quá. Ba cái đồ ngon mà ăn đồ thiêu chi vậy trời. Trời ơi, cha vậy. Cái gì vậy? Cái gì tôi. Ông nói tôi thiêu gì mà thật là sao ông tán tình tôi suốt cái thời gian vừa rồi hả? Tán, tôi biết bà không chắc chắn là không chịu nên tôi mới tán. Chứ bà chịu cái tôi chạy liền á. Tôi nói thiệt. Bà chửi thề luôn hả? Ngày mai đừng có may chiếc cửa nhà tôi nghe chưa? Đây nhà tôi mà. Chó đó căng. Đây nhà tôi mà. Bây giờ quan trọng là bây giờ bà thấy nó lạ không? Bà có thấy nó lạ không? Ừ thì lạ. Tôi nghĩ giới tính nó sao đó. Cũng có thể lâu ngày quá rồi nó không có trai nên là nó bị giới tính linh hoạt không? Không, tôi nghĩ nó đang thích chơi đèn led đó. Có nghĩa là nó không thích trai mà nó chuyển qua nó thích. Không, cái này tôi nói với bà thôi nha. Chứ ba mọc một lời tôi chối á, tôi không nói nha. Nha. Có cách nào kiểm tra nó không ta? Bây giờ đợi nó về đi, mà hỏi mấy câu đơn giản coi xem nó trả lời sao. Chị Vân. Ờ chào em. Nè, đậu hũ của chị nè. Cảm ơn trời em. Trời ơi, em tới tiệm của người ta mua mà còn đúng một hũ luôn á. Trời. Đưa này, trời ơi, còn chần chừ gì nữa, đây em đút cho nè. Trời ơi, ngon lắm chị. Đậu hũ nam gì đó. Nó ăn à, thôi chị hết thèm rồi, đút bên đây đi. Thôi cho chú ăn này đi. Là sao không có. Em mua cho chị mà. Nếu mà chị ngại thì thôi chị tự ăn đi. Ờ cảm ơn em. À, thôi ông ăn đi. Nóng không chị? Ngon. À, chị nóng. Thôi đây để chị tự quạt. Ủa chị sao vậy? À, chị không sao. À, có xương xuống nó hơi bị mệt. Ờ à, em rồi sao không có quen bạn trai đi? Trời ơi, bạn trai gì tầm này. Thôi, thích ở vậy à. Thấy chưa? Tôi nói rồi. À, Bông. Trời ơi, rồi cái chuyện tình của em sao rồi? Rồi em với thằng Bay sao không thấy hẹn hò gì với nhau hết vậy? Trời ơi, em có quen cha nội đó đâu mà biết em hẹn hò. Chị thấy nó cũng đẹp trai mà. Ủa em mê trai chị ơi, em mê cái khác. Trời ơi, mê cái khác mà mê cái gì? Nói như vậy mà bà không hiểu hả? Trời ơi, em nói thiệt với chị nha. Có chú Hư đây cũng nói luôn. Thiệt tình á, là bao nhiêu năm qua con không có cảm tình với đàn ông. Chết cha. Không hiểu làm sao luôn. Mà không có cảm tình. Giống như anh Bay đó thấy không? Không theo con á, không theo quá trời luôn mà con có thích đâu. Không có cảm giác. Ủa là không có cảm giác gì luôn á con? Là nó không có cảm giác với đàn ông á. Đúng rồi. Nhưng mà thí dụ như mình được như vậy đi. Ừ. Mình được trời ban cho như vậy đi. Thì không có cảm giác đi thì cũng phải chọn cái mặt hàng ok chứ. Bên đây nó kỳ quá sao chọn. Không phải, tôi đang nói nghiêm túc mà. Tôi đốt cái máy mày nha. Ngang. Ý là chú Hư nói là cái gì con không hiểu. Nhưng mà sao? Là lúc mà mới đẻ ra là con vậy luôn hay sao? Mới đẻ ra. Thì mới đẻ ra hình hài con vậy nè. Rồi cái con lớn lên, con trải qua bao nhiêu mối tình, cái giờ con cảm giác con sợ đàn ông luôn. Con mà con không có cảm giác đàn ông luôn. Nói chung là chú nói cho con nghe vậy. À tao quên, mày không có cảm giác với đàn ông. Nhưng mà chú tâm sự thiệt. Đối với chú á, mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng chú rất là theo thời. Ngoài đường ngoài xã hội bây giờ đầy, không thể nào ngăn cản được. Cái đó là trời cho. Trời cho. Quan trọng gì?
mình sống có ích cho xã hội, sống đẹp cho xã hội, thì xã hội lúc nào cũng sẽ nhớ tới mình, không kỳ thị né tránh mình. Con hiểu không? Nhưng chú chỉ khuyên con một điều thôi, còn mới mẻ quá, đôi khi con chưa nhận thức được nha. Thí dụ mình chọn á, mình chọn cái hàng nào tươi 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 xíu, ba cái thiêu rồi đừng đụng vô, hôi ê rồi. Còn đây nó thiêu dữ lắm rồi. Anh trai già, ông biết rồi hả? Anh mẹ, anh đưa em tới gặp ông, em có chuyện về đi, xỉnh gặp ta gì? Dạ. Em không gì. Gì vậy? Em phải nói chuyện thẳng thừng với bông. Nó xỉnh rồi, đến bạn này đi. Cha nội đây nè, suốt ngày ăn nhậu xỉnh hoài luôn á. Ta té vợ bể đầu của người ta. Mày muốn nói gì gì, mày nói nhanh đi rồi về. Anh bò rồi. Một thằng đang ổn với em nói chuyện là phải nhìn thẳng mặt vô nội. Thì mặt nó bên kia kìa. Bông. Cái gì? Em nhìn vô mặt anh nè. Trời đất ơi, đổ đồ của tôi. Cha nội này chạy tà luôn á. Em trả lời anh Việt đi. Em có thương anh không? Không. Làm sao vậy? Tao là mía mà. Anh tào lao á. Anh nói em nói chuyện vô bóng, anh cường sạp sạp trên mặt em chị á. Em muốn nói chuyện vô bóng. Bóng. Trời anh trả lời dứt khoát cho anh một câu nè. Trả lời cái gì? Em thích đàn bà, đúng không? Đúng rồi. Tại sao vậy? Tao là mía mà, mày hỏi tao hoài vậy? Ê, anh tào lao. Em đang nói chuyện giờ bóng với tư cách là một người đáng yêu thầm bóng, cần cô gái tình yêu của mình trả lời dục hòa cho em. Mày nói chuyện tao ngủ quá. Tình yêu của anh bao nhiêu năm nay nung nấu cho cái trái tim đi. Anh nung nấu bây giờ anh chỉ phun ra. Em trả lời anh đi. Trả lời nữa một ơi. Câu dứt khoát thôi. Em ô mô đúng không? Cả cái xóm này từ đầu trên đầu dưới đều biết là em ô mô rồi. Nếu không thích anh ấy từ đâu em cứ nói thẳng. Anh sẵn sàng nhận thưởng đau. Em cứ cần phải giàu gì mà anh bỏ ra. Anh bỏ ra ngay hôm nay nè. Em nói hết luôn. Bởi cái quan em không có sợ. Em nói hết. Trời ơi. Cái tình cảm của anh đối với em bao nhiêu năm đi. Tất cả ba con ở đây người ta biết hết. Rồi rồi. Mày giọng im lại cho tôi. Ông nói cái gì? Ông nói ai ôm hồ? Em ôm hồ. Anh mía. Ông nói ôm hồ có nghĩa là ông nói em mê con gái á hả? Đúng rồi. Trời đất ơi. Sao giờ nó nói vậy á? Ai đồn vậy? Anh đồn phải không? Không có đồn. Không phải anh mía đâu. Em đừng có trôi. Trừ khi em không làm. Còn em làm thì cả xóm người ta biết hết rồi. Tôi mệt quá đi. Cái người đồn không ai xa là. Tôi biết rồi. Bà nội Diễm Trinh giống ai trơn á. Tôi mà gặp bà tôi cho bà dính. Dính cái gì? Dính cái gì hả? Dính cái gì? Dính cái mỏ bà lên chứ dính cái gì? Tôi làm gì mà tự nhiên đòi đánh tôi dính mỏ? Bà đi đồn tôi ôm mô phải không? Nè, vừa phải rồi nha. Ăn bậy chứ không có được nói bậy nha. Mặc dù á là tôi có lỗi lầm với cái xóm này nhiều lắm, nhưng bây giờ tôi tu rồi. Tôi chỉ nghe từ một người thôi. Ai? Trời chú Hứa. Cho quanh là chú Hư. Chú Hư ơi. Ủa chuyện này liên quan gì tới chú Hư? Ủa gì vậy? Vụ gì vậy hả? Vụ gì mà tối không chịu nghỉ ngơi ôm sồn quá vậy? Ôm sồn gì trời? Ôm sồn quá vậy hả? Chú Hư. Gì? Bà Trinh mới nói á là bà nghe chú nói con ôm mô đúng không? Thì hôm bữa chú tâm sự con rồi đó, con nói con có cảm giác như đàn ông rồi. Chú có nói với con là cái gì cũng được chú chấp nhận hết, nhưng mà con miễn sao có ích cho đời, để mọi người đừng có kỳ thị mình mà, đúng không? Ủa chú Hư, sao chú già rồi chú còn có suy nghĩ đó vậy? Ủa chú suy nghĩ gì? Hôm bữa con tâm sự chú rõ ràng là vậy mà, chú có nói thêm lời nào đâu đó. Thì chú nói, chú hỏi con là có cảm giác như đàn ông không thì con nói con không có. Ủa vậy là con không có ôm mô hả? Trời đất ơi, ôm mô cái gì trời? Không có hả? Ôi thấy chưa? Thấy gì? Tao nói bữa là bé nó không có, nó thương đàn ông lắm. Ôi nó ơi. Là phụ nữ chân yếu tay mềm, mày mày nói nó giống đàn ông. Nè chú, tổ mày hỏi cho đi về. Ê chú ơi, chú đứng lại đây giùm con. Con hỏi thiệt nha, chú đi đồn tới bao nhiêu người rồi? Bây giờ chú đi gặp từng người chú giải thích cho con. Chứ chú làm như vậy là mai mốt con ế luôn á. Chú giờ chú giải thích sao nổi con? Là sao? Ngoài đi xăm đám cưới xăm trên á, người ta hỏi thằng Bông đâu. Lúc đó xịn xịn đây đứng trên sân khấu rồi cũng đã nói ra micro cho mọi người biết luôn. Con Bông bây giờ nó ôm mô rồi, nó không thích đi đám cưới. Trời ơi, trời ơi. Thôi bây giờ vậy đi. Có gì đâu thì bây giờ chú lên phường. Chú nhờ mấy bên loa phát thanh xã báo loa là con Bông nó không ôm mô, Bông nó không ôm mô. Báo vài ngày thôi là người ta không biết à, người ta bỏ qua liền à. Vậy đi. Trời ơi là trời. Chú hại con quá à, rồi mai mốt ai lấy con nữa. Có.
Anh đây, anh cười em. Ai trời ơi, cha nội này tôi không có thèm đâu mà. Đi ra. Ôi trời đất ơi, anh Bay. Trời ơi, đúng là mê gái mà.